Trần Hưng xin chào toàn thể anh em trên mọi miền Tổ quốc nhé. Từ nay bên Trần Hưng bán cho anh em 3 loại mic. Thứ nhất là loại mic UHF 500. Dòng này cảm biến tự ngắt sau 5 giây và tự tắt nguồn sau 5 phút. Thì lô mic này bên Trần Hưng đang bán với giá thành là 2.100.000 bao ship. Thì từ nay đến mùng 1 tháng 6 thì bên Trần Hưng sẽ giảm giá 200.000 cho anh em để anh em mua mic của bên Trần Hưng Audio để anh em hát gia đình. Thì nhân dịp từ giờ đến mùng 1 tháng 6 anh em nhé, thì các cháu được nghỉ hè, anh em được hát thoải mái. Thì anh em chưa có mic thì anh em mua mic của bên Trần Hưng nhé. Thì đây là bộ mic UHF 500 cảm biến tự ngắt sau 5 giây và tự tắt nguồn sau 5 phút. Và đây là mic Veramic. Veramic. Dòng này bên Trần Hưng còn khoảng 6 đến 7 bộ. Dòng mic này là tay inox. Dòng mic này bên Trần Hưng đang bán với giá là 2.200.000 bao ship. Nay giảm giá 200.000 còn 2.000.000 bao ship cho anh em. Đây là nội thất bên trong của đầu thu. Đấy, rất đẹp anh em nhé, toàn bộ dòng mic cao cấp bán cho anh em. Đấy, đây là mic Veramic M2. Dòng này cũng cảm biến tự ngắt sau 5 giây và tự tắt nguồn sau 5 phút. Và đây là dòng mic Devon. Tanmi Devon. Dòng này bên Trần Hưng còn khoảng 15 bộ, đang bán với giá thành là 2 triệu, nay giảm giá 200.000 còn 1.800.000 bao ship. Thì bên Trần Hưng thì chuyên cung cấp tất cả các mặt hàng thiết bị âm thanh như vang, đẩy và mic. Đấy, đây là dòng mic bãi anh em nhé. Đấy, mic bãi Tanmi Devon này còn 15 bộ và dòng UHF 500 còn 25 bộ và dòng Veramic cảm biến tự ngắt còn khoảng 7-8 bộ. Đấy, giảm giá cho anh em. Veramic thì còn là 2.000.000 bao ship. UHF 500 cảm biến tự ngắt giá còn 1.900.000 bao ship cho anh em. Anh em được nhận hàng, kiểm tra và thử hàng thanh toán nhé. Và Tanmi Devon giảm 200.000 còn 1.800.000 bao ship cho anh em. Ngoài ra bên Trần Hưng sẽ bán cho anh em 10 con vang số chỉnh cơ. Có con thì vang số hẳn, có con vang số tích hợp cho anh em một giải equalizer cơ ở đây anh em chỉnh nhé, từ 70Hz đến 10K, tức là 70Hz là giải bass. Đấy, giải xong đến giải bass thấp và bass cao và giải trung, trung thấp và trung cao và chép thấp chép cao. Đấy, để chỉnh giải equalizer của mic. Con này có phần chỉnh số rất chi tiết. Thì con này bên Trần Hưng đang bán với giá thành là 1.700.000 bao ship. Nay bán giảm giá thành cho anh em để anh em ghép với âm ly hoặc cục đẩy. Thì giá là 1.400.000 bao ship cho anh em, tặng đủ dây rắc để cho anh em kết nối với âm ly hoặc đẩy nhé. Thì dòng vang này tiếng e cho gì vật rất sắc nét, cho anh em có thể ghép với âm ly rất ok, chống hú rất tốt, cho tiếng nhạc rất hay. Mà giá 1.400.000 bao ship cho anh em. Thì cái ngày giảm giá này bên Trần Hưng áp dụng từ ngày hôm nay đến hết ngày mùng 1 tháng 5 anh em nhé. Thì bên Trần Hưng còn rất nhiều loại mic. Anh em nào có nhu cầu về mic thì anh em hãy liên hệ theo số điện thoại của Trần Hưng Audio. Trần Hưng ở Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ, chuyển hàng toàn quốc. Và các mặt hàng của Trần Hưng bán ra cho anh em là lỗi 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng. Ngoài ra anh em sau này sử dụng có vấn đề gì về tay mic hoặc là đầu thu thì bên Trần Hưng sẽ hỗ trợ cho anh em đổi tay mic hoặc đầu thu nhé. Đấy, thì anh em mua hàng thì được nhận hàng, kiểm tra và thử hàng thanh toán. Thì hàng bãi bên Trần Hưng về, hàng bãi thì đây là sơn nguyên bản, sơn zin. Thì hàng bãi người ta dùng là tay mic người ta dùng cầm nắm nhiều nhất, nên là nó có phải có sức sát, có phải có chút chảy xước ấy, chứ không được đẹp như mới. Nếu mà anh em đừng mua bãi mà anh em so sánh với mic mới nhé. Quan trọng nhất là cái nội thất và chất lượng của mic. Những dòng mic này nội thất của bên trong của nó còn rất đẹp anh em ạ. Còn rất đẹp. Lẫy pin còn rất sáng, rất đẹp. Những dòng mic này nếu mà để mới giá thành nó rất cao. Đây là anh em mua bãi thì anh em chấp nhận nó cũ một tí. Nhưng mà bên Trần Hưng cam kết là nó chất lượng và tiếng hay, lên cao không sợ vỡ tiếng. Như dòng Devon tiếng rất ok, anh em nào đã dùng Devon rồi biết. Giá 1.800.000 bao ship cho anh em. Đây là mặt quắc màu cam hiển thị chính của đầu thu
UHF 500. Dòng này mặt thị hiển thị màu cam, rất sang, rất đẹp và có tai bắt tủ anh em nhé. Ở dòng này 1.9 bao ship cảm biến tự ngắt. Dòng mic rất cao cấp. Sóng rất ổn định, có thể anh em làm sự kiện rất ok. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của Trần Hưng nhé. Anh em hãy xem và nhớ đăng ký ủng hộ kênh cho Trần Hưng Audio. Thì anh em nào có nhu cầu về mic hoặc về vang thì anh em hãy liên hệ nhé, để Trần Hưng gửi hàng cho anh em. Anh em được nhận hàng, kiểm tra và thử hàng, thanh toán. Đấy. Khi nhận hàng thì anh em trong thùng hàng có 4 quả pin Trần Hưng để sẵn ở trong trong thùng hàng, anh em bỏ ra sẽ có 4 quả pin để anh em tiện thử hàng luôn nhé. Rồi, cảm ơn tất cả anh em hãy nhớ đăng ký ủng hộ cho kênh Trần Hưng. Tạm biệt anh em nhé.